Có một cái vấn đề là tôi hơi mắc, tại sao ba lá bài mà bài này là tôi sao chị em tại sao bài bạn thấy cho bạn thấy đó. Cái này bộ bài này là bộ bài của bạn Minh Lợi, bộ bài là bộ bài bình thường bạn em, nha bộ bài bình thường, mình giải bài cho bạn xem ha, bài rất bình thường. Tại sao mình biết được ba lá bài này nhá? Thì không phải là mình nên bạn đặt câu hỏi, mà cả ngàn người sẽ đặt câu hỏi này. Thì bạn có bài á, bạn sao bài cho cái bạn kinh sang người ta không biết, sao bài đâu biết, sao sắp người đâu biết, vẽ bài nhưng mà không biết, chia bài nhưng mà không biết. Đó là cái nền tảng cơ bản của chơi bài. Bài ở đâu có là bạn lấy, đó là quan trọng, đúng không? Bây giờ quan trọng là bạn trở thành một thằng bài thì bạn phải luyện được món thứ 6, món thứ 7, món thứ 8, thứ 9. Thì mình sẽ kéo nó bài, tách ra bài để mình mới lấy được bài. Mà trong cái độ nền vận động của bài nó bình thường, đúng không? Mình thấy rút xuống, mình thấy rút lên, cái mình thấy được đây là ba bàn tay. Thì bằng ba bàn tay là bạn chia xuống mặt người không thấy là cái chuyện bình thường rồi. Đó, bây giờ đây thì mình cầm rồi rút lên cái, rút xuống là món thứ 6 và thứ 7 rồi. Bây giờ hiện nay bạn cái sao trẻ thu luôn đi, không sao đâu. Và mình cầm một bài lên mình sẽ biết được là lá là ở đâu, mình nhút cho nó không? Rồi bắt kinh luôn, rồi sao đi. Rồi bây giờ mình cầm một bài là mình không biết bộ bài này là lá gì bài. Người ta cầm một bài lên á, người ta không trẻ lại. Mà một bài nó bình thường, bài đâu có bài mấy. Thì bạn phải sắp ngay ngắn ông Dương, bạn rút được, ông rút được nó thế đấy, không sao được cái bài. Thì hai bài mình là ba bàn tay. Đó, bây giờ mình chia bình thường này, đó, đó. Đó, bây giờ là giờ các bài này không biết lá bài ở đâu. Mình đã rút mình thấy được ba bàn tay vậy. Lập cho bạn là hai bàn tay mình lấy trước, còn một lá bàn tay của mình. Không tin, giờ được rồi, tôi cho tin lại. Bây giờ lá là dưới đáy là lá bàn tay vậy nè. Là mình lấy lá này là chuyện bình thường. Bây giờ bạn không tin, bạn xào lại giùm tôi đi. Vừa tôi kéo lá bài tôi thấy, sao đi. Đó. Còn hai thằng, một thằng tay nữa tôi lấy bạn cho bạn xem. Rồi bắn kinh luôn đi. Đó, bây giờ không thấy tôi kinh, tới tôi ổng chơi gì rồi ổng sao được nữa. Sao vậy? Không tin bạn sao vậy? Chứ tin được. Bạn kể tại đây tôi mới biết cuốn bài tôi chơi chưa chứ mà. Tôi thấy nó bài đó nè. Không biết, còn tôi cuốn bài là phải xong thẳng. Rồi giờ tôi kinh dọc kinh ngang, rồi kinh hoài tới luôn nè. Gì nè, ok. Trọng lên, giờ mình ôi bài ấy đi. Không, mình không biết là bài. Còn bài trong tay nè, mình rút lên cái nè, mình thấy là bài, rút lên cái bài. Ở dưới này là tay đúng không các bạn? Mà ở trên này cũng là tay đúng không? Ờ đúng. Bởi vì tại sao mình có món thứ 6, thứ 7, mình rút lên trước là thấy cái đó bài. Rút lên thấy cái bài. Thì từ cái đó là bạn quấn được cái trang này, là bạn có trở thành một phần bài. Có gì là chỉ là bài mà thấy bài trong tay. Chưa? Đó. Cuốn đất càng này bạn mới phục. Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn cứ xào trẻ thôi lại. Ai xào cũng được, nó quan trọng. Có bạn cứ xào trẻ, ai xào cũng được, quan trọng. Cứ xào trẻ. Người nào cũng được hết. À, ai xào cũng được. Mà tôi muốn có thứ 6, thứ 7 thì sẽ xíu lại chứ. Còn gì nữa, bạn xào trẻ cũng đâu hết được. Mà để lúa này được tôi thì dùng cái kỹ năng nó sẽ cao hơn cái dùng được cỡ rồi. Con. Là cái này anh xào trẻ anh chia 7 tụ tôi. Bao nhất tụ. Tới rồi ông người ta đúng nhiều tủ với ai rồi đây vài tủ lên rồi hợp lý không? Bây giờ nè tôi chia là 1 tủ này, 2 tủ này, 3 tủ có thay đổi tủ không? Không, 4 tủ là 5 tủ là 6 tủ là 7 tủ không kia. Rồi mình chia đây nè, đó bạn tin để tôi chia các bạn xem, chia rất là chậm rãi bạn xem, đúng không? Bây giờ như gì đó, bây giờ mình cầm là vuốt xuống cái, vuốt lên cái là thấy được lá bài, đúng không? Vuốt vô cái là dưới là thấy bài dưới không? Bây giờ cầm bài là bạn tin đó, giờ tôi lắc nhẹ cái cặp lên. Đó, lắc nhẹ cả lên gì là mình sẽ đổi được lá bài. Mà đổi như vậy là trên nó không công bằng. Bởi vì đây mình hai tay mình lấy được cái này là ba tay. Mà không cần lấy để cho bạn xào lại để mình lấy được lá bài. Xào nữa bạn xào lại. Đó. Tôi lắc cái nhẹ lên thôi, lật vuốt trong cái tét là thấy được lá bài rồi. Rồi bạn hợp lý không? Không, hợp lý không? Không, không lý thì sao? Không, trên tôi tin là còn tôi tin sống lặng gì đó. Bắt bây giờ nè. Mình vuốt xuống vuốt lên cái thấy được lá bài dưới không? Vuốt lên cái thấy bài trên. Rồi trong kỹ năng bài á, là có thể như người bạn biết được ở đây là gì? 8, đúng không? Mà mình vuốt tay nhẹ lên, cái cặp thôi là mình chuyển lấy lá bài này, lá bài. Mà có thể như dạng là mình lấy được 3 tay với bạn tin. Đây là 3 tay. Bồi đồng nhà. Đọc ha. Đó, dạ coi. 7 nút. Đây là đây đâu. Đó, bụng. Bây giờ là 10 bồi đồng. Thằng này là chết cho mình. Cho, bạn tốt cái là đi ra.
đó, tôi chỉ nói ngoài cứ cho bạn nghe biết là con thứ sáu của bạn có lợi hại thế nào. Tại sao ai cũng có ước mơ để muốn có được con thứ sáu của bạn, không ai làm được, thấy không? Đó. Bây giờ nếu mà cái căn mà để chia bài mà để có cho bài ở dưới á, thì nó là chuyện bình thường. Có nhiều người chúng bài mà tôi chia cho bạn xem, chia là cái chuyện là chia trước mặt người ta không thấy là cái chuyện bình thường này. Giờ ba thằng này là ba lá bài này đi, là mẫu bạn xem, tôi để lại dưới lại này, thấy không? Mà chia mà có lá bài thì tổng nhiên có để dưới lại cũng được hay nữa, không? Đó. Như vậy á, làm sao mình xưa tới lấy là bài thì bình thường, mà làm sao mà lá này nó thể nó sẽ gì giữ nguyên, có thể như là không mắc. Nếu thằng này nó mắc á, tôi lấy đáy, mà tôi không mắc là tôi lấy là bài, mà chưa là thằng này bình thường luôn mà tôi lấy được ba lá bài này. Là cái chia là cái mặt người ta không thấy là cái gì bình thường này. Mà tôi để tại trên đầu luôn các bạn xem, tôi để ba lá bài trên đầu luôn, các bạn để đầu ở tôi cũng chia bình thường đây không? Không đó. Rồi chia bình thường đây vậy không? Ba lá bài trên đầu là chuyện bình thường, nó chia để đâu cũng được, lấy bài được, chia người ta không thấy là cái chuyện bình thường. Mà mình có đẳng cấp hay không là mình quýnh được món thứ sáu thứ bảy nó quan trọng, bởi vì đã lấy đài bài là bài đã có sẵn. Còn như bài nó không có sẵn là sao, mình chỉ trẻ thằng lâm là bài đâu có mà lấy, người ta trẻ thằng lâm gì là bài đâu có mà lấy, không bây giờ gõ xuống đơn giản rồi gọi là đi, không chưa chỗ nào cũng được hết. Tôi cầm một bài không biết chưa, tôi cầm một bài đắt nhẹ cặp lên cái tôi lấy một cái bài đó, tốc độ nó lẹ chứ, cái đó trên bài thằng lâm lan rồi bạn. Đó, bây giờ cầm bây giờ rút nhẹ lên cái rút nhẹ mình lấy một cái bài đó, còn bạn không tin bạn cứ xào vẽ đi cho bạn làm luôn thoải mái. Đó. Thì cái đôi tay nó đã định diễn rồi đó, rồi trên đây làm được. Bây giờ là còn bài phải không? Đây nè, đó mình cầm mà vuốt xuống dưới cái này, vuốt lên cái hiện nay là phải không? Bạn thấy ở dưới này làm tay không? Mà bài thứ hai tay rồi đó, mà lấy cái thằng tay này là gì? Là bồi đầm già, cái chuyện bình thường thôi. Chơi là thằng già đây là thằng già luôn. Bây giờ có ngón thứ bảy mà lấy được đó là thằng già. Nếu mà lấy thằng già này á thì nó không được cái gì, nó không được cái liên thì nó được ba tay đâu. Bây giờ lấy bài luôn, mình lấy làm sao mà lấy được lá bồi này để trở thành gì là được bồi đồng già, thì nó được cái liên, nó ăn không tiền rất là nhiều hơn. Bây giờ trong bài này là trong ngón tay mình muốn lấy chỗ nào là mình lấy, đúng không? Bài bạn đó lật cho bạn coi, rồi bây giờ bạn coi luôn đó đó, cái dáng bài này muốn như vậy thì mới thành công được. Đi ra đấu trường với nhau tiền nó để trước mặt á, bạn có đẳng cấp đâu mà lấy nhau. Còn người sao rồi chia bài rồi sầu sắp là cái chuyện nó bình thường, nó có bình thường thôi. Bây giờ mình trẻ bài đó là cái chuyện lấy bài anh chuyện nó bình thường, mà có đẳng cấp hay không là muốn món thứ sáu và thứ bảy, ai có món thứ sáu thứ bảy thì đã chơi rồi, thì đó là lúc là đụng với thợ này chơi cái đụng với thợ này đó. Mình trẻ bài tùm lum ra thôi, mình chú xuống lắc nhẹ cái cạnh lên cái mình lấy cái đó bài, không chú xuống là nhẹ lên cái mình thấy lấy bài, không chú xuống lắc lên. Bây giờ hiện nay một bài nó bình thường đây, bạn xem này, thấy không? Bây giờ là một bài nó bình thường đấy ạ. Bây giờ mình muốn lấy một cái bài á, là người ta xin rút tay một cái bài lấy một cái bài, bài bình thường đó không? Đó, người ta rút tay một cái lên cái một cái lấy hai cái bài tay đó, mà coi đây mặt nữa nè đó, không người ta xin rút nhẹ hai cái xuống lấy được bài này là cái chuyện bình thường thôi, nó không có chơi nhé, nó không bình thường ha. Đó, giờ bạn coi kỹ cái gì anh chàng đó, giờ bài nó bình thường đúng không? Giờ mình lắc coi nè, 1, 2, 3 ok. Rồi mình sẽ xay cái tay mình ngang lên cái, mình cộng này, mình vuốt lên cái một lá bài, ok, không? Rồi mình sẽ trẻ hai cái, đó, giờ mình lấy được tay phải không? Bây giờ lấy tay bỏ tay ngoài đi, 1, 2, 3 đúng không? Mình vuốt xuống cái, mình lắc lên một lát, mình vuốt là mình lắc cái bài, đúng không? Tay đây cái, là đây là chín đúng không? Ngoài thêm cái này là bình thường, nhưng lấy chín này là cộng lên với cái này là bình thường rồi, không? Mà chơi gì không hay, mình lắc lá bài lên, mình vuốt cho mình đổi lá bài. Tốc độ mình đổi lá bài nó rất là nhẹ nha. Đó không? Mình đổi lá bài, mình đổi lá bài không? Đó. Rất là đơn giản, mình đổi lá bài rất là đơn giản. Không? Thì bây giờ á trong cái bài á nó đa dạng kỹ năng, thấy không? Bây giờ cầm bài lên, người ta nào sẽ trả được tiền người ta, không? Người ta tin thì kể, thấy không? Đó. Bạn muốn kinh ở đâu thì tùy quyền của mình. Mà mình cầm một bài lên. Nghĩa là bạn thấy à, mình chỉ rút xuống nào. Đây thấy được bàn tay không? Nghĩa là hai tay dưới này đúng không ạ? Bây giờ thì đây là một tay đúng không? Bây giờ là mình thấy được lấy được lá tay ở dưới này chỉ bình thường. Mình gì mình chỉ chia bỏ đây. Ôi bây giờ mình chia bỏ này luôn, mình chia bỏ này luôn bình thường mình lấy được lá bài. Bây giờ hiện nay á là mình lấy ra bài luôn, mình lấy đây luôn, mình lấy được tay này không? Hiện nay thằng bồi dưới này trời cuốn này đúng không? Trời cuốn rồi, như chia bồi nó gọi là bồi trời cuốn rồi. Bởi vì tại sao món thứ sáu là bảy rất là lẹ, mình sử dụng rất là lẹ. Nó phải liên kết với nhau vậy đó. Đó, bồi đồng dạng.
À, thôi, bước đó căn này cho bạn biết được á, trong thế giới bài bạc nó phải có một kỹ năng rất là siêu phàm nữa. Mọi người đừng nghĩ tới đó là bạn dừng, bạn dừng là bạn thua người ta. Phải học tiếp và bước tiếp cái gì đó bạn trở thành lòng một người. Rồi, chúc cho các hai bạn có thể bạn đam mê thì bạn cũng đến phải tham gia. Nâng cao chừng nào thì bạn giỏi chừng đó. Nha. Rồi, chúc các bạn.